answers far away, but I'll stay. Quy tắc 42, mua hàng vì chất lượng chứ không phải vì giá cả. Điều cần học chính là nghệ thuật mua sắm có chất lượng. Những điều cơ bản khi mua sắm, chỉ mua những thứ tốt nhất có thể, những thứ kém tốt hơn không phải dành cho bạn, không bao giờ. Nếu nó quá đắt, đừng cố mua cho bằng được, hãy chờ đợi và dành dụm cho đến khi bạn có thể mua được nó. Nếu bạn nhất định phải có được nó, hãy mua thứ tốt nhất mà bạn có thể mua được. Ưa chuộng chất lượng không có nghĩa là chúng ta ngạo mạn hay muốn chứng tỏ ta là người thuộc giới thượng lưu hay chúng ta đang sống vượt quá khả năng kinh tế của mình. Nếu một vật quá đắt đối với bạn thì đừng mua nó. Ưa chuộng chất lượng có nghĩa là bạn đề cao những gì tốt hơn. Ý nghĩa của việc mua những thứ có chất lượng tốt đó là bền hơn, chắc chắn hơn, ít bị hư hỏng. Điều này có nghĩa là chúng sẽ không phải thay thế thường xuyên và cũng đồng nghĩa với việc bạn đã thật sự tiết kiệm được tiền bạc. Hơn nữa, chúng cũng sẽ làm cho bạn trông tươm tất và cảm thấy thoải mái hơn. Quy tắc 43. Lo lắng hay tìm cách, không phải lo lắng là tốt. Lo lắng là điều hoàn toàn bình thường, nhưng chỉ nên lo những điều thật sự cần phải lo. Nếu đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, thì những gì mà bạn đang làm chỉ là tạo ra những vết nhăn trên trán. Bước đầu tiên cần làm là xác định xem liệu bạn có thể làm gì để giải tỏa những điều bạn đang lo lắng. Lo lắng có lẽ là biểu hiện của chuyện bạn không hề muốn làm gì để giải quyết những vấn đề của mình. Có lẽ việc ngồi đó lo lắng hoặc tỏ ra quan tâm lo lắng thì dễ dàng hơn là làm một điều gì đó thiết thực. Lo lắng cũng tốt, nhưng chỉ khi điều đó hợp lý, có lợi và hữu ích. Nhưng sẽ là không nên nếu sự lo lắng đó là vô ích và không cần thiết. Bạn vẫn có thể lo lắng, nhưng điều đó chỉ làm lãng phí cuộc sống của bạn. Quy tắc 44. Giữ cho mình luôn trẻ trung. Giữ gìn sự trẻ trung chính là dám thử những cái mới, không cằn nhằn hoặc nói những điều mà bạn biết chỉ khi già người ta mới nói. Điều đó không nhằm hướng tới một sự lựa chọn an toàn mà là cố gắng để luôn theo kịp với những gì đang xảy ra. Giữ gìn sự trẻ trung là dám thử những hương vị mới, đi tới những địa điểm mới, thử những phong cách mới, ham học hỏi, không phản ứng tiêu cực hay ngày càng không tán thành với nhiều thứ, không chấp nhận những gì mà bạn vẫn luôn có và luôn làm. Giữ gìn sự trẻ trung là giữ một cái nhìn mới mẻ về thế giới, luôn ham thích cái mới, hoạt bát và thích phiêu lưu, mạo hiểm. Luôn trẻ trung là một trạng thái của tinh thần. Quy tắc 45. Giải quyết vấn đề bằng tiền bạc không phải bao giờ cũng hiệu quả. Chúng ta thường có khuynh hướng cho rằng chỉ cần bỏ tiền ra thì mọi rắc rối đều có thể giải quyết được, thay vào việc cứ phải mất thời gian, quan tâm và lo lắng để tìm ra được một cách thật sự giải quyết được vấn đề. Chúng ta có xu hướng cho rằng nếu chúng ta tiêu nhiều tiền hơn vào việc gì đó, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng có lẽ đôi khi chúng ta cũng cần sử dụng đến phương pháp đã lỗi thời, đó là sử dụng thời gian, sự tập trung và tìm kiếm giải pháp để giải quyết vấn đề. Khi ta đã cố gắng thay đổi tình hình theo hướng khác nhưng vẫn không thể làm được gì tốt hơn, thay vì dừng lại và xem xét thì việc dùng tiền để giải quyết vấn đề khiến chúng ta cảm thấy mình đầy quyền lực và là người trưởng thành. Việc ném tiền vào không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ giúp trì hoãn kết quả cuối cùng mà thôi. Quy tắc 46. Suy nghĩ cho bản thân. Tôi cho rằng những điều tôi muốn nói thông qua quy tắc này là chúng ta cần xác định rõ ràng quan điểm của mình, ý thức một cách đầy đủ về bản thân và khẳng định được cái tôi của mình để không dễ dàng bị tác động bởi những gì mà người khác nghĩ về mình. Điều này sẽ khó khăn hơn khi mới nhìn thoáng qua, bởi từ trong sâu thẳm, chúng ta là những người dễ bị tổn thương. Chúng ta đều có những nỗi sợ hãi và cả những sự lo lắng. Chúng ta đều muốn được yêu thương và được chấp nhận. Chúng ta đều muốn được hòa nhập, được là một phần trong đám đông và được thừa nhận. Chúng ta đều muốn mình thuộc về một cái gì đó, mong muốn được nói rằng tôi sẽ là bất cứ cái gì mà bạn muốn. Quy tắc 47. Bạn không phải là người chỉ huy. Một khi bạn chấp nhận rằng bạn không phải là người lãnh đạo, bạn có thể vứt bỏ được rất nhiều chuyện linh tinh. Đó là một sự giải phóng. Thay vào việc phàn nàn tại sao không như thế này, bạn có thể chấp nhận rằng điều đó không như thế và mặc kệ nó. Xét cho cùng thì bạn không phải là người lãnh đạo, và sau đó bạn không phải chịu trách nhiệm cho việc gì. Một khi trong đầu bạn tồn tại ý nghĩ tuyệt vời rằng bạn có mặt ở đây để hưởng thụ chứ không phải để đảm nhiệm việc gì, khi đó bạn có thể tự do ngồi dưới ánh nắng mặt trời một cách thường xuyên hơn và dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Quy tắc 48. Có những thứ trong cuộc sống sẽ giúp bạn quên đi nỗi phiền muộn. Mỗi người chúng ta sẽ có những thứ khác nhau có thể giúp ta quên đi những nỗi ưu phiền và đưa các vấn đề của chúng ta phát triển theo chiều hướng tích cực.
những thứ có thể giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, tưởng thì theo một cách nào đó, chúng thật kỳ diệu. Đó có thể là một cảnh đẹp hay một con người cụ thể nào đó, một con vật nuôi hay một đứa trẻ, một cuốn sách hay một bộ phim yêu thích, mà nhờ đó chúng ta lấy lại được tinh thần. Dù điều đó là gì đi nữa, hãy chắc chắn rằng bạn có điều đó, biết rõ nó và sử dụng nó. Tôi cho rằng trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều cần một thứ gì đó có thể giúp chúng ta quên đi những nỗi muộn phiền, và phần nào đó chúng cũng ngăn chúng ta không quá nghiêm khắc với bản thân. Cần phải có một thứ gì đó có thể giúp bạn nhận ra rằng tất cả những chuyện linh tinh xảy ra với bạn đều không quan trọng, và nhắc nhở bạn nhớ tới những niềm vui bình dị trong cuộc sống. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè, và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!